xe tải trên 3,5 tấn, xe khách trên 30 chỗ ngồi cấm đỗ. Đi thẳng đi tuyến ơi, về nhá. Không phải gọi, có mấy trăm mét nữa gọi đéo. Đứa nào đấy? Tao cái đá nào mà? Anh em cả đấy. Không phải nữa, đi thắng. Cứ đi. Vừa đi vào nôn. Hay quá đi, vừa đi vào nôn lên đấy. Đi vừa đi vào nôn. Em tin này, kịch. Hả? Kỳ Long Hiệp thì mày về ngay đây. Kỳ Long Hiệp có đéo gì? Kỳ Long Hiệp là khách sạn, ai nhà nghỉ. Nào, ra đây đứng lên. Đây, con kìa. Đấy nhá, thì cô quay lại cho biết lần sau này. Rượu này, vui à, thích vui này. Tao chịu đấy, địt vẹo sao đâu rồi. Chỗ nào cái khách sạn có nhất Đông Hà Bình. Tội nhất địt vẹo mày mới đấy. Anh kia sao mày... Tiền đâu rồi, tao trả cho. Tiền đâu, tao trả cho. Rồi, đây. Chỗ nào tiền đâu nhỉ? Này, chỗ này. Nói bé thôi, người ta đuổi đấy. Nói bé thôi. Để anh xin chỗ nào, cái khách sạn Kim Long Hiệp Thái Bình ấy. Tính xa đây mày quạt vào xe. Bạn anh nữa, quay rồi. Quay này cái chắc kia, quay cho biết thế nào. Không chịu rồi. Lần sau nhớ nhá. Uống vừa thôi, rượu ngon này. Rượu ngon vẫn lồn lên, chết. Chết. Yeah. Kính chào toàn thể quý vị nhé. Chết. Đây là nghệ sĩ nhân dân. Không thể dậy được nữa rồi. Ống rượu say mà đúng như kiểu rượu say thật. Ai xin các chú. Nghệ sĩ nhân dân. Bây giờ là đây. Chết rồi, người ta nhìn đến kìa. Cho ai xin. Thôi, tiền đây. Xin 500 triệu và gọi. Gọi cho anh chỗ này cho anh ngủ. Xin anh ngồi xong anh về. Rồi, nhanh đi. Rồi, cho ngủ. Anh đứng dậy, ngủ. Đứng lên. Gọi xe đi. Đã bảo ngay đây rồi. Anh biết chỗ xe rồi. Ừ, đi. Mẹ, đi. Mày. Quay một thước phim. Xe phim. Anh biết được rồi. Nhận lại. Vứt đi, nhận lại. Nó mặt cái mày đi. Mẹ, vứt đi, nhận lại. Cho anh xin cái xe về cái. Đi đây rồi. Một thước phim thật là tuyệt vời. Giữa những người đàn ông say với nhau, dìu nhau. Quá tuyệt vời. Vứt đi rồi, vẫn nhặt lại nhé. Đừng có đùa các anh em, đừng có đùa với tao. Anh có thể đi từ bên này đường và anh xuyên sang bên này đường một cách rất là đẳng cấp. Đấy, đấy này, phải đá mẹ nó vào thế này. Tí nó đá vào vỡ chai thì ăn thức. Anh em nha. Đi thẳng lên một tí nữa. Đây. Thế lại được mà. Không thể đi được. Một tư liệu quý để sau này. Tuấn ơi, chạy trái nhá. Một tư liệu cực kỳ quý. Hai người đàn ông. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Anh em nhé, nhìn này, đấy, đi đẳng cấp thế mà biết sao. Đảo đánh võng giữa đường, đánh võng vẫn đi được biết sao. Anh em nhé. Đi thẳng một tí nữa rồi Tiến ơi. Đi thẳng một tí nữa đến nhà rồi. Anh xin mày. Đi đâu kia. Nhà người ta tới đây kéo ra. Kéo ra nhà người ta. Đổ ấn lên. Ấn lên tiếp con kia. Được rồi. Hai diễn viên đâu rồi. Thẳng đứng vậy. Anh có tiền mà mày đừng ghé anh mày mẹ mày đang sang thế. Anh có tiền mà. Ừ, xe với lộ ung. Xe với lộ ung cửa xe này. Mày nha mày. Đi. Chạy mày đâu nhỉ? Hả? Chỗ này xe nào nhỉ? Chỗ ung. Kéo nó về, Tuấn kéo nó về kia. Tiền cứt thì đây. Một tư liệu quý này. Chẽ trái. Mày để anh ngồi đi. Không ngồi được. Ngồi đi. Không, cho về đi. Ngồi đấy mà mũi nó chết. Một tư liệu quý. Không thể đi được. Tấn cứ kéo về. Nhanh lên một tí thôi. Cứ kéo về một tí thôi. Hả? Mày cứ về tao bật điều hòa cho mày nằm. Đáp ở đây thì. Ngay đây thì. Đi thẳng lên. Gần tới rồi. Ok, ngã rồi. Bố bảo là. Ok. Cho ngồi đi. Liệu
mẹ đứng lên dẫn bố đi đâu, đau tiền mà đi mẹ tiền thì có tiền rồi. Úi giời, ông này phải đi bố mới đã say chưa say đéo gì. Mày cái đít đi đi tao tiền. Tiền cái gì? Tiền bây giờ không có nhà nghỉ đâu, đi về ngủ thôi, chạy đi chạy đi. Chạy ra chứ. Không phải ngồi. Ừ. Thế quá. Tao kéo về. Ba không phải quay. Chỗ này nào nhỉ? Chỗ này chỗ nào thì toàn chỗ công an đấy không ạ? Trông cái đít chỗ chim tầng à? Ừ. Chín cái đít. Biển kia rồi. Đúng chỗ nhỉ, chỗ đó nhỉ? Đến kia đi chứ. Ừ. Cách có một tí tôi đó đi, kéo một tí đi. Đúng một tí thôi về nhà rồi. Mày lên tao đỡ. Mày nhà mày gọi tao xe về đây. Được rồi, tao đỡ mày. Tuấn kéo đây. Bố mày sai rồi bố. Tuấn kéo lên, đứng đây tao đỡ về nhà. Bố mày sai rồi. Nào, 1, 2, 3, à, đi. Đây tao này. Sai rồi. Rồi, đi. Đi về cho 9 tầng đúng không? Ừ, 9 tầng đấy. 9 tầng bao tiền? 9 tầng khoảng tầm hết triệu thôi. Chỗ nào? Chỗ nào chỗ? Tiền. Đứng lên, đứng lên. Đừng bắt tao đi nữa. Không thể đi. Mệt chưa? Đi ở đây xin chưa? Mày đi sao? Mẹ đi đâu kìa? Hôm nay tao chịu rồi. Đi đâu rồi? Nhanh mẹ. Nhanh tới rồi. Đi lên một tí thôi. Tốt đỡ. Đây nhanh mở cửa, chìa khóa đâu? Chỗ chín tầng à? Hả? Kia đi. Chỗ này chín tầng à? Cố một tí nữa thôi. Sức khỏe đéo yếu thế nhỉ? Vậy tao bật điều hòa cho mày nằm. Tao mệt quá không đi nữa. Tao dìu, tao dìu. Đi về chỗ này chỗ nào? Đây đây, ngay đây. Kìa một tí thôi. Địt mẹ bố không đi nữa. Đi lên, đi lên. Địt mẹ mày đưa xe đây. Xe kia rồi. Không thể đi được nữa. Làm gì mà không đi xe được đâu. Thẳng lên một tí nữa được. Bố có tiền mà không có xe. Địt mẹ em... Tao tiền mà không xe. Bố say đấy. Hay cái gì đi. Đỡ rồi. Đây đi mẹ. Đúng 100 mét rồi. Úi giời, úi giời. Hai người đâu đỡ nhau. Giỏi đấy. Đẳng cấp thước phim. Một thước phim tư liệu quý giá. Đỗ ông Tuấn Đỗ được đưa đồ tộ về chỗ sơn của Hàn cái đấy. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hoa là điều tuyệt vời nhất và em chẳng ai khác ngoài anh. Người lý do. Tiến xe. Nhanh lên đội. Mở cửa không với đội. Nhanh lên. Cuộc sống nó phải thế. Rồi, đến nhà, tuyệt vời. Nằm mẹ đi, nằm luôn đi. Tuấn, thả ra tôi nằm. Nằm luôn. Ừ, ngồi đi. Rồi, 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 tuyệt vời rồi. Úi giời, úi giời, úi giời. Cuộc sống. What the fuck? Fuck, fuck cái gì? Đến nhà chưa? Màu á. Xin tạm biệt quý vị và các bạn. Thức phim quý đến đây lần hồi kết thúc rồi. Về anh trong cao một thời gian thỉnh kinh anh đã về đến nhà. Chào tất cả anh em nha.